Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Escape School. Thì game này là game trốn thoát trường học một lần nữa. Thì một lần nữa mình sẽ bắt đầu mình cúp học. Thì hiện tại giờ là đang tới mùa thi học kỳ 2 của các bạn học sinh. Thì không biết mọi người thi cử như thế nào, có tốt không nữa. Thì cũng mong là mọi người thi tốt chứ đừng có bắt chước mình rồi cúp học này nọ nha. Rồi, ok, thì thay vì học cái nào đó nó ví dụ như căn bậc 2 hay căn bậc 3 gì đó, giờ ổng chơi ổng vậy, một cộng một lại một cộng một bằng mấy nữa, nó thôi mệt quá chạy. Ổng cứ đưa những cái bài rất là cùi bắp. Ồ, quá là heo, trường học gì mà gắn laser laser gì cầm lươm giấy. Ủa laser này đi nhanh vậy? Ok rồi, ủa laser này bảo nhanh luôn nè. Quá đùa. Ôi giờ nhức đầu á. Ok qua được rồi, mấy cái này là nó chạy như vậy mới qua được nè, còn nhiều khi mình chơi mà nó giật 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 thôi nghỉ qua luôn. Rồi một cái nữa, ôi sao khó vậy, một cái nữa hả? Ok, rồi easy qua được rồi. Rồi ok, trường học cái quái gì mà trời ơi, có trường học có cả lava ở trỏng nữa hả? Ôi căng vậy. Rồi qua được rồi. Ơi có cả camera nào. Mình đi cái đâu quay cái đó nè, vậy mà kêu trốn học kiểu này chắc chết luôn quá. Ok chỉ có một trong những cái chỗ này là có đường đi thôi, giờ phải đi mò nữa. Chà, ồ game này Sky cũng hơi nhiều ấy. Chơi gì mình thấy thằng kia đó đi tới Sky thứ hai mươi mấy rồi. Trời, hàng ở dưới không có luôn, bây giờ phải đi hàng ở trên. Mà hàng ở trên là mình phải nhảy hết từng ô nữa chứ. Đó, khó vậy. Ok. Nice. Không được rồi. Ôi, ok, trời. Ủa, vô chưa, vô chưa? Ồ, vãi chưởng. Nó núp kỹ quá mà. Ôi, trường học gì mà một đống chất, chất này chất độc nè. Màu tím thường thường là chất độc á. Đụng vô là chết, đụng vô là chết. Nên thôi, mình không có đụng mấy cái này. Sky thứ sáu à, trời ơi đi nãy giờ mới có Sky thứ sáu à, kinh khủng. Ở trường học quái quỷ gì đây mình cũng không biết nữa. Ôi trường học này kinh dị thật á chứ, nào là thuốc độc, nào là lava, rồi những cái vật dụng chết người. Này hình như là trường cấp 3 nè hả, mình đang mặc đồ cấp 3 à, mình đang mặc đồ vest này nọ. Đúng rồi, hình như là trường cấp 3. Tại trường cấp 3 thì nó mới mặc à, trường quốc tế mới đúng. Trường quốc tế thì cấp 2 hay là ý rồi xít chết rồi. Trường quốc tế thì hình như là mặc áo vest đầy đủ hết, kể cả cấp cấp nào nó cũng mặc hết. Cấp 1 thì mặc quần sọt thôi, không chơi quần dài như thế này. Rồi. Ủa, phải chọn nữa hả? Ủa đừng làm khó nhau chứ. Ồ hên quá, cái này nó cho mình nhìn đường trước chứ còn cái này thì nó cho mình kiểu này được. Chứ có nhiều cái mà nó chơi mà hai đường đều kiểu này thôi cắn lưỡi luôn chứ làm ăn gì được nữa. Chọn cái đó là thua thua. Ok, rồi qua được rồi, mừng quá. cái trường học quá gì mà cái gì nó cũng bự khổng lồ hết trơn vậy. Ai ăn gian luôn nè. Cần quá gì phải nhảy quên kia, nào ăn gian được ăn gian chứ. Không biết trong đây có thằng nào khổng lồ không, ví dụ như thằng học sinh khổng lồ chẳng hạn. Thi điểm thấp rồi khóc bù lu bù loa rồi đòi ăn thịt này nọ nữa, dám nói có lắm. À ok, trường học quá gì cũng có mấy cái này.
Wow, đó lại một cộng một nữa. Có ví dụ như có cái nào nó khó hơn không? Ví dụ như một cộng hai chẳng hạn đó, hoặc là hai cộng hai hoặc là hai cộng ba gì đó. Có một cộng một, một cộng một bằng cái cửa sổ ấy. Đố ai biết được tại sao một cộng một bằng cửa sổ, khen hay nha. Oh, vô đây đó. Ý, cái mê cung mà đường nào nó cũng đúng hết, biết sao cả. Ok. Ha. Nó gài bẫy mình, đường nó đi không được. Chà, này nó khôn dữ coi. À, chỗ này đi được nè, thấy à. Ôi, đúng đê tiện luôn. Mém nữa là chết rồi. Mém nữa là bị sa vào bẫy rồi. Mấy cái này easy thôi mà. Ok. Ồ, hình như là có 26 cây với nhiêu. Hai cả thằng kia mình thấy lên có cây thứ 26 cái nó ngưng mất tiêu rồi. Mình là còn khoảng chừng 9 cây nữa, 11 cây nữa chứ, đúng hơn là 11 cây nữa. Ủa, ui. Hết hồn. Yes. Easy, mấy cái này là của McDonald's nè. À, mấy game này nó nó thù với McDonald's lắm. Ok. Ai, ngon lành. Mấy cái này không làm khó được mình. Mấy cái này mới khó nè. Mấy cái này mới làm khó nè, biết mà. Mấy cái kia không làm khó đâu, mấy cái này mới làm khó nè. Cái bảng thì dài mà cái khu thì nó hẹp nữa nên là cũng sợ khi nhảy vô mấy cái đó lắm. Ok. Ôi giời ơi, cười cười. Ok, qua được rồi, ngon lành. Ủa trốn ra chưa, trốn ra chưa? Ủa chưa hả? Ồ, ôi chưa luôn hả? Cái à, căng nha. Ôi, qua được cái đây là ngon rồi. Ủa? Sky thứ 18 rồi, còn 8 Sky nữa. Ồ, mấy cái này đụng vô không biết có chết không nữa. Mấy cái gì chứ, mấy cái sáng sáng này mình sợ lắm. Nói chung là không nên đụng. Ấy dạ, sao cái chỗ này quen quá ta, cái chỗ này quen lắm nè. Hả, cái chỗ này mà ai mà coi cái clip mà trốn thoát khỏi cái bà mà gì giữ trẻ độc ác á, hả, sẽ biết được cái đoạn này. Thử 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 coi lại, thử kiểm chứng lại xem có đúng không nha. Mình thấy là mình thấy giống lắm rồi đó. Nó cũng có cái đoạn này luôn nè. Ok, chơi chưa còn còn mà đi bộ xuống này cái SML luôn quá. Ui, 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 thanh niên này làm gì? Kính chơi nhau à? Ok. Ý, cái đạn đầu tiên của mình nè. Đó, cái đạn nè mới vô luôn nè. Rõ chưa? Ồ, là bà. Ý, ôi có đụng đâu. What the hell? Nó đùa. Nó không đụng cũng chết nữa. Ồ, hồi giờ đi lại một đường dài thoàn lon như thế này. Ok. Hơi làm chết mạng oan uổng ghê luôn á. Ở lại gặp nó nữa. Phải né nữa. Thường thường mấy cái này để góc nhìn thứ nhất cho nó dễ di chuyển. À, bên nào nữa? Qua wow, sao vô đây gặp cái mê cung rồi? Ồ, y nó biết mà không hiểu cái sao luôn, không đi sát tường cũng chết. À, xịt. Hiểu lý do rồi. Sát tường có nguyên cái lại dễ bên ở đằng ở bên trong tường đó. À, xin lỗi đời bạn quá nhỏ luôn. Thiệt tình chứ nó biết cách chôn dễ sợ luôn mà. Ok. Ấy, sắp thoát được rồi. Ui, hết hồn. Này không nên nhảy xuống cái bãi cỏ nè. Nhảy xuống bãi cỏ là ăn cám luôn à. Rồi. Cố lên, sắp thoát ra được khỏi chỗ này rồi. Yes, rồi, ok.
Phát chưa vậy? Sao nãy giờ thấy cái điểm lưu nó xa với wow. Cuối cùng nó vẫn bắt mình chạy. Hết thiệt tình chứ. Ơi, bây giờ chạy nữa hả? Ok. Chà, chạy này có vẻ như dễ nè, không có khó nè. Hồi quá dễ luôn. Cực kỳ easy luôn. Yeah. Ok, cuối cùng mình cũng đã về được cái nhà rồi. 26 cây. Ok thì chắc mình sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như các bạn nào thích thì hãy like, share video này và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nhé. Bye bye.